năm tháng đã dần qua. Chùa Tình Trung Thủy có em bên bờ sông vắng, ngày ngày xa đó biết đâu anh còn nhớ chăng. Lệ buồn đêm khuya thức trắng, chiều chiều nhìn theo sĩ Trương Tế Vinh hát quá hay, gặp bé đẩy nhẹ ra hát ngọt ngào như một cặp. Anh nhà ở đâu thế? Cứ ta lưu trong tim tôi chẳng nhớ đường về à? Cứ khiến cho tôi ngày đêm phải khóc rồi cười vì nhớ một người. Quý vị ơi, mình có cần đi kiếm gì nữa không quý vị? Làm ba giây luôn hả? Quý vị thấy coi kìa, xứng đào, xứng kép. Vinh, em hát câu đáp lại cho chị nghe cho rụng nụ coi Vinh. Anh nhớ em buồn vui nơi đó, anh nhớ em từng đêm gió về, bao ước mơ một đời thiếu nữ theo lá rơi con sông mùa thu. Rồi, thôi. Đi về. Thôi hai đứa đi về luôn đi. Và chương trình của chúng tôi tới đây là kết thúc. Cái cặp hôn nhân này vừa đẹp, thấy không, hợp lý mà hai đứa mặc cũng được luôn. Vậy thì hôm nay tới đây, nếu mà không được mình cũng còn cơ hội là có anh Vinh, yeah, đúng không? Đã bên cạnh có chị Việt Hương hậu thuẫn cho em nữa. À, bây giờ cho chị biết là em tên gì? À, lời nói đầu tiên em xin kính chào chị Việt Hương cũng như là anh Trương Thế Vinh và còn toàn thể các bạn khán giả đang có mặt tại phim trường. Tên đầy đủ của em là Huỳnh Thu Lương, nghệ danh khi mà đi hát là Lương Huỳnh. Tần số tình yêu mùa 2, 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.